Thưa quý vị, vụ trọng án kinh hoàng xảy ra tại khu nhà trọ phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân chính là cô người yêu của hung thủ. Trong khi đang tâm sự yêu đương với nhau, thì bất ngờ cô gái bị người tình ra tay chí mạng, khiến cho cô gái bị thiệt mạng ngay tại phòng trọ. Vậy nguyên nhân nào khiến cho hung thủ ra tay tàn ác như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ án mạng rùng rợn xảy ra tại một căn biệt thự ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi căn biệt thự trong ngõ 68 phường Ngọc Thụy, đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Khi bước đến cửa phòng, anh Dinh hốt hoảng phát hiện thi hài một cô gái lạ trên giường trong trạng thái gần như lõa thể. Trên người có nhiều vết thương hở, vết huyết vương khắp giường, ngón tay và ngón chân bị phân rời. Mở cửa tiếp nhà vệ sinh, anh Dinh phát hiện Chính, người thuê căn biệt thự, đang ngồi thất thần phía trong. Thấy có người, Chính đứng dậy đi ra ngoài. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng. Công an phường Ngọc Thụy và công an quận Long Biên ngay sau đó có mặt tại hiện trường. Lúc này, Chính đang ôm quần áo từ cầu thang xuống, định lẩn trốn nhưng các trinh sát đã kịp khống chế và tạm giữ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là Đường Thị Hằng, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang, làm kế toán cho một công ty tại Hà Nội và trọ tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình. Nghi can bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Hữu Chính, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên. Tại hiện trường, cơ quan thu giữ được nhiều dụng cụ sử dụng chất cấm, đồ đạc trong phòng bị đảo lộn. Hàng xóm cho biết họ có nghe thấy tiếng cãi cọ từ ngôi biệt thự nhưng không ai để ý vì nghĩ là mâu thuẫn thông thường. Được biết căn biệt thự nói trên được Chính thuê. Khoảng một tháng nay, Chính thường xuyên dẫn Hằng về phòng. Nguyễn Hữu Chính vốn là một ca sĩ nghiệp dư, kiêm làm nghề dẫn chương trình ở đám cưới, hội nghị sinh nhật. Chính từ quê nhà ở xã Bình Kiều lên Hà Nội để kiếm kế mưu sinh. Chỉ vì là ca sĩ cấp phường nên Chính cũng chẳng mấy đắt xô. Những ngày không đi diễn, Chính thường ra các quán cà phê trong khu vực phường Ngọc Thụy hát thuê. Dù làm đủ nghề, từ ca sĩ cho đến MC dẫn chương trình, nhưng thu nhập của Chính cũng chẳng đáng kể. Thông qua mạng xã hội Facebook, Chính quen biết và có quan hệ tình cảm với Đường Thị Hằng. Sau đó, Chính rủ Hằng đến phòng trọ của mình chơi. Hằng có ăn ngủ qua đêm tại đây với Chính. Theo lời khai của đối tượng bắt đầu sử dụng chất cấm cách ngày gây án khoảng 2 năm, nhưng không thường xuyên. Đến khi gặp và chơi với Hằng thì Chính sử dụng nhiều hơn. Khoảng 9 giờ, Chính và Hằng cùng sử dụng chất cấm. Sau khi sử dụng xong, Chính bảo Hằng đi mua đồ ăn để cùng ăn. Ăn xong, Chính bảo người yêu đi về. Khoảng một lúc sau, Chính đi xuống sân của khu nhà thì thấy Hằng vẫn chưa về. Thấy Chính đi xuống, Hằng có hôn vào mặt Chính. Lúc đó, Chính bảo bạn gái lên phòng để tâm sự. Lúc này, chất cấm trong người đã ngấm và tạo ảo giác, nên khi hai người ôm hôn nhau, Chính có cảm giác lưỡi của Hằng vào sâu trong cổ họng. Chính đẩy Hằng ra và nói, trông em giống như con chăn tinh. Nghe thấy người yêu bảo vậy, Hằng đáp, em không biết nữa vì người ta cứ bắt em như thế, rồi dùng ngón tay búng vào người Chính. Lúc này, Chính lấy chiếc móc áo bằng nhựa màu đen tác động mạnh vào chân và bả vai của Hằng. Vừa dùng móc áo tác động, Chính vừa nói, tại sao em làm khổ anh như vậy? Hằng nói, em coi anh như trò chơi. Do bị kích thích bởi chất cấm, nên Chính đã nghĩ nếu không thủ tiêu Hằng, thì Hằng cũng sẽ hại lại mình, nên đã đi vào nhà, vệ sinh để lấy 4 vật xác ra. Sau đó Hằng vẫn nằm trên giường. Chính bất ngờ cầm vật xác tác động liên tiếp vào phần đầu, ngực, chân tay của Hằng. Thấy Hằng vẫn còn cử động, Chính dùng một chiếc ghế gỗ cán chổi lau nhà bằng kim loại tác động mạnh vào phần mặt và đầu của Hằng cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau khi gây án, Chính vào nhà vệ sinh, ngồi một lúc lâu rồi mới thay quần áo và đi xuống dưới nhà. Khi thấy Chính đi xuống thì Nguyễn Văn Dinh ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội là người quản lý khu nhà đi ra yêu cầu Chính cho kiểm tra phòng vì trước đó có người kể lại việc nghe thấy tiếng cãi chửi nhau, khóc lóc van xin phát ra từ phòng của Chính. Sợ bị lộ, Chính không đồng ý cho anh Dinh kiểm tra nên đã khiến cho người quản lý khu nhà nghi ngờ. Sau đó anh Dinh đã gọi điện cho anh Trần Quốc Cường, bảo vệ dân phố cùng công an phường Ngọc Thụy đến để phối hợp kiểm tra. Chỉ đến khi lực lượng dân phòng cùng công an phường sở tại ập đến, Chính mới chịu mở cửa cho mọi người vào nhà.
Từ đó, việc oan uổng của cô gái quê Tuyên Quang đã được làm rõ. Tại biên bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội, xác định trên người nạn nhân có đến 82 vết thương, tập trung chủ yếu ở vùng đầu, mặt và bàn tay. Nguyên nhân thiệt mạng của nạn nhân được xác định là do chấn thương sọ não và mất máu cấp do đa chấn thương. Đứng trước vành móng ngựa, Chính trông có vẻ già hơn so với thời điểm mới bị bắt. Trên gương mặt hốc hác, đôi mắt hắn có vẻ đượm buồn khi nhìn mọi người. Bị cáo Chính khai nhận, tại thời điểm gặp Hằng ở phía khu dưới nhà, Chính đã bị ảnh hưởng bởi chất cấm. Chính khai, lúc đó do bị cáo chỉ nghĩ là đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái, nhưng vô tình gặp em Hằng. Mỗi lần bị ảo giác như vậy, bị cáo lại mất mấy ngày như người mất hồn. Lúc đó bị cáo gọi Hằng lên trên nhà chỉ với mục đích để nói chuyện, chứ không có mục đích ra tay lấy mạng em Hằng. Theo chân tình của bị cáo, giữa hai người không có mâu thuẫn gì mà chỉ do ảo giác, nên trong đầu nảy sinh ra suy nghĩ là một trong hai người phải thiệt mạng. Bị cáo Chính đã cúi đầu khai nhận, lúc cầm vật sắc tác động vào người em Hằng, bị cáo hoàn toàn không còn nhận thức được. Lúc bấy giờ, bị cáo chỉ nghĩ là làm việc tốt, hô hào hàng xóm láng giềng đến bắt chăn tinh để bảo vệ sự an lành cho người khác. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, bị cáo có mở cửa ra và hô hào mọi người hay không? Chính trả lời, bị cáo không mở cửa, nhưng có lẽ lúc đó bị hoang tưởng nên cứ nghĩ mọi người đang theo dõi mình. Bị cáo khai thêm về cảm giác sau khi nạn nhân đã thiệt mạng. Mỗi một lúc bị cáo lại có một suy nghĩ khác nhau, lúc thì sợ, có lúc lại nghĩ đó không phải là em Hằng, lúc lại nghĩ đó là em Hằng. Sau khi gây án, khiến cho em Hằng bị thiệt mạng, bị cáo đi vào nhà vệ sinh rồi ngồi khóc. Có mặt tại tòa, với vẻ mặt buồn rầu, bà Đường Thị Thảo, mẹ của nạn nhân Hằng, đề nghị hội đồng xét xử, xử theo pháp luật quy định ở mức cao nhất. Khi nghe chủ tọa hỏi về yêu cầu bồi thường từ phía gia đình bị hại, Chính nói, bị cáo luôn nghĩ thấy tình cảm của con người là cao quý hơn cả. Với những việc gây ra tổn thất cho gia đình bị hại, bị cáo rất mong muốn không những bồi thường vật chất mà còn muốn bồi thường cho người mẹ của em Hằng về mặt tinh thần. Bị cáo muốn thay em Hằng đảm nhận trách nhiệm của một người con. Nói đến đây, bị cáo bất ngờ quỳ xuống xin lỗi mẹ của nạn nhân. Sau khi đứng lên, Chính nghẹn ngào nói với mẹ của người yêu mình. Cháu xin lỗi cô, cháu biết đã còn làm cô rất đau buồn, nhưng bản thân cháu cũng rất buồn. Cháu rất mong muốn làm những điều tốt nhất để bù đắp tổn thất về tinh thần mà cô đã phải gánh chịu. Cháu rất thương em Hằng và có tình cảm với em Hằng, nhưng chúng cháu đã đi sai đường lạc lối. Cháu xin thay em Hằng nhận cô làm mẹ. Dẫu sao, cháu cũng đã mất bố mất mẹ rồi. Cháu cũng mong rằng cô hãy nhìn nhận thương cháu để cháu có cơ hội. Kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng, bị cáo nói, thực tâm thì bị cáo không phải là người ác để có thể làm nên những hành động như vậy. Bị cáo bị hoang tưởng và bị ảo giác đánh lừa nhận thức của mình. Lúc đó bị cáo cứ nghĩ làm được việc tốt, nhưng khi tỉnh ra thì đó lại là việc khiến cho bị cáo đau khổ. Bị cáo xin mọi người hãy nhìn nhận và cho bị cáo một cơ hội làm những việc hữu ích cho cuộc sống và cho gia đình. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chính tử hình về tội giết người, nặng hơn so với mức án tù chung thân mà vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị. Nghe hội đồng xét xử đọc mức án, Chính lặng người rồi ngước mắt nhìn mẹ của người yêu mình phía sau và cúi đầu bước đi theo các cảnh sát hỗ trợ tư pháp để về trại giam. Thưa quý vị, trong cơn ảo giác tưởng người yêu là một con chăn tinh, gã ca sĩ nghiệp dư đã ra tay vô cùng tàn ác. Đây là một sự kinh hoàng và tác hại của chất cấm khi mà một số bộ phận những cậu ấm cô chiêu hay những đối tượng nhàn cư vi bất thiện sử dụng nó để tìm cảm giác lạ. Do vậy, mỗi người trong cuộc sống cần phải hết sức tỉnh táo, tránh sa đà vào các tệ nạn xã hội, hạn chế những điều đáng tiếc xảy ra. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.